Ly, của mày đúng không? Mày lại đưa người yêu về phòng làm cái chuyện này đúng không? Làm xong còn không chịu dọn dẹp đi, kinh chết đi được. Ôi giời ơi, cái này thì làm sao? Mày cứ như là mày chưa nhìn thấy bao giờ ấy. Hay là mày ghen tị vì tao có người yêu? Ghen tị cái gì? Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi, là mày có thể đưa người yêu mày ra khách sạn để làm chuyện đấy. Chăn ga gối đệm trong nhà có mùi người lạ, tao không thích, khó chịu lắm. Sức sống với nhau mà mày khó khăn đấy nhở? Mày với cả cái Thương về quê ấy, thì tao rủ anh Hoàng sang đây mấy ngày làm tí có làm sao? Nếu mà mày vẫn khó chịu ý, thì bây giờ tao đi giặt chân ga là được chứ gì? Bạn bè với nhau mà khó khăn tính toán. Ly, chắc thế là nó ăn uống xong, nó đưa người yêu về nó lại không dọn dẹp đây mà. Đã thế, đồ ăn vặt rồi mì gói của mình mua xong cũng hết sạch. Ly, mày ra đây tao bảo. Sao? Tại sao nữa? Mày đưa người yêu về đây ăn uống xong, mày không dọn dẹp đúng không? Hả? Mày nhìn cái đống bát đũa đi, nhìn trông có giống chuồng lợn không? Chưa kể, trước khi tao về quê, tao còn mua đồ ăn vặt, mua mì gói tao để ở trong tủ rồi. Bây giờ không còn một cái gì. Đồ mày ở đâu nó vẫn ở nguyên đấy, tao chưa nhìn thấy cơ. Mà đồ tao ăn ý toàn là anh Hoàng mua thôi, tao phải ăn đồ xịn chứ. Ai lại đi ăn mấy cái bánh rẻ tiền với cả mì của mày? Chưa kể là cái mì thái chua cay ấy nóng chết đi được. Tao có nói là mì thái chua cay đâu, sao mà mày biết? Không phải là tao khó khăn gì cả, nhưng mà mày đừng có tùy tiện như thế. Mày phải hỏi tao một câu chứ. Mày ăn xong thì phải mua lại trả tao. Bây giờ mày dọn đi, để tao còn đi nấu cơm. Thế mày không thấy tao đang đi giặt chân ga theo ý của mày đấy à? Bạn bè giúp đỡ nhau một tí rất khó khăn đấy. Tao làm hộ mày rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay tao say xe, tao mệt, tao không làm hộ được nữa. Mày không làm đến lúc tao thuê người về, mày đi mà trả tiền ấy. Cái con đảnh hành khó tính, cái con nhà quê sĩ diện, làm như mày sạch lắm ấy. Đồ ăn về rồi đây, mỗi bé 30.000 nhá. Này, tao gửi. Kìa, đưa tiền cho Thương đi. Mày cứ cộng lại xong rồi tao trả một thể. Tao không quen tiêu tiền lẻ. Mà bây giờ tao đưa cho mày 500.000, mày cũng không có tiền trả lại đâu đúng không? Có vài đồng thôi mà. Có vài đồng thôi mà, đến lúc tích lại cũng thành cả một đống đấy. Lần trước mày mua đồ cho nó trả tiền cho mày chưa? Dầu gội, sữa tắm, tiền điện, tiền nước, rồi muối mắm mì chính sinh hoạt trong nhà, khéo cả triệu bạc đấy. Thôi, chúng bạn bè với cả nhau, có khi là chưa nhận lương đâu mày ạ. Bây giờ chưa có tiền thì phải nói năng đàng hoàng chứ. Cứ lẳng lặng như vậy xong lẩn đi. Mày mà cứ như vậy, làm sao nó biết nó sai ở đâu? Thôi, kệ nó, ăn đi. Cái gì đấy? Từ từ, đang tắm mà. Đây, đây, đây. Đùa. Anh Hoàng, sao anh lại ở đây? Anh qua đưa đi đi cho, nhưng mà anh cáo bụng quá. Thôi cho anh nhờ cái nhà vệ sinh tí nhá. Không được anh. Ly, tại sao mày đưa người yêu về nhà mà mày không nói bọn tao một câu? Tao đang tắm ý, thì anh ta cứ đập cửa. Mày nhìn đi, tao còn chưa mặc đồ ẩn hoi tử tế, nhớ đâu. Ôi giời ơi, sao mày cứ phức tạp hóa vấn đề lên thế nhở? Thế bây giờ anh Hoàng anh sang chơi với tao một tí, tao phải báo cáo với chúng mày à? Mà sao mày không ăn mặc đàng hoàng mà mày trách người yêu tao? Mày không nghe tao bảo là tao đang tắm à? Cái người có vấn đề ấy là người yêu của mày với cả nhà tao. Tao thích mặc cái nào kệ tao chứ. Thôi mày không phải lo đâu, tao xinh này ấy. Anh ấy nhìn tao còn chưa chán thì làm sao mà nhìn mày? Mày vừa béo vừa lùn vừa xấu. Mày cứ yên tâm đi, anh ấy không quan tâm mày đâu. Có khi mày nút rồi đấy, anh còn chê trò ấy. Mày, thế thôi á, tao đi đây. Mày từ từ đứng lại. Sao? Sao cái áo này mày mặc giống là cái áo mà Trang mà mất thế hả? Thì đầy người bán rồi đấy, có phải hàng limited đâu. Áo này tao mua. Thôi tao đi nhá. Ôi, cái gì đấy? Trộm à? Trộm. Ui giời, làm gì mà ồn ào thế nhở? Không để cho anh ngủ à? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, là mày đừng có đưa người yêu mày về phòng nữa cơ mà. Đã vậy là đưa người yêu mày về ngủ cùng giường với bọn tao nữa. Anh Hoàng đấy à? Bảo tao chật thế.
anh xin lỗi nhá. Tại bọn anh đi chơi về muộn quá nên là phòng trọ của anh đã đóng cửa mất rồi. Anh phải sang đây ngủ nhờ thôi. Anh nằm cạnh Ly chứ nằm cạnh bọn em đâu mà cứ phải hét toáng lên thế. Tôi không quan tâm, anh đi về đi. Eo ơi Trang ơi, mày máu lạnh quá đấy. Phòng trọ của anh ấy đóng cửa bây giờ anh ấy biết đi đâu. Anh ngủ một tí thôi, làm sao ấy, phải gào cái mồm lên. Tao không cần biết lý do, tao không quan tâm là người yêu mày ngủ ngoài đường hay là người yêu mày vào thuê nhà nghỉ. Tóm lại là đừng có ngủ ở phòng của bọn tao. Còn bây giờ người yêu mày không đi thì tao đi. Ôi, đợi tao, tao đi. Ơi, mấy cái đứa bạn em ghê gớm thật đấy. Bảo sao không ai dám yêu. Thì em kể với anh rồi mà, chúng nó khó tính lắm. Mà thôi, nó đi như thế lại càng tốt. Mình có giường rộng càng thoải mái. Thế thì phải làm nháy chứ nhỉ. Ngồi xuống đi. Này, bữa hôm nay tao bảo hai đứa chúng mày ra đây là để xin lỗi cái chuyện ngày hôm trước. Ở chung với nhau nhưng mà tao lại làm hai đứa thấy khó chịu. Bữa này tao mời nhá, thích gì cứ gọi đi. Thôi mày ơi, dù sao cũng là chú bạn bè, dù sao nó cũng xin lỗi rồi, đừng để bụng nhá. Chậm đi. Tao bảo mà, ở đây toàn đồ đắt thôi, tao thiếu gì tiền đâu, cứ gọi đi nhá. Đấy, rồi. Này được rồi. Anh Hoàng, ngồi đây. Hello mấy đứa nha. Sao mày bảo chỉ ba đứa mình thôi, mày gọi ông ấy đến làm gì? Ừ, thì gọi nhiều đồ như thế này, tao mời anh Hoàng đến ăn cùng không được à? Với cả, tao là đứa trả tiền mà, tao không có quyền mời thêm người á. Đấy, thế thì hai người ăn đi, bọn tao đi về. Ê, từ. Trước khi về, thanh toán hộ tao đi. Máy của tao bị hết pin, hộ tao nhá. Máy mày hết pin á? Thế để tao cho mượn sạc dự phòng, tao mang đấy. À, máy tao không có mạng. Không có mạng á? Tao có 4G đây, tao phát cho này. Cái ngân hàng nó bị lag mạng ý. À, không thì bạn bảo người yêu bạn trả tiền cho. Bạn luôn tự hào hãnh diện vì có anh người yêu giàu có mà. Anh cũng quên không mang tiền đâu. Chứ anh mà mang tiền ra mấy cái chỗ này anh thanh toán tất có là cái gì đâu. Ly bảo nay Ly mời mà. Anh Hoàng là khách mà. Mày đưa tao ví. Ồ. Này, ví của mày đấy. Biết là mày ra ngoài hay quên mang ví mà, thế nên tao cầm hộ mày luôn. Ăn xong nhớ thanh toán đi nhá. Mà hôm nay ăn no như này, tí nhớ về dọn luôn đồ ra khỏi phòng nhá. Này, mày làm như thế là có ý gì à? Thì còn ý gì nữa? Ở chung với nhau như mày lúc nào cũng xấu tính. Những chi phí sinh hoạt chung rồi ăn uống, mày lúc nào cũng viện cớ để xin khất. Đồ mua dùng chung, mày viện cớ để không phải trả tiền, không phải thanh toán. Ở chung với nhau như vậy, nhưng mà mày lười lắm, chẳng bao giờ mày chịu dọn dẹp. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn. Nào là bao cao su, băng vệ sinh, bấy bừa ra đấy. Toàn bắt bọn tao phải dọn thôi. Chưa kể, mày lại còn đưa người yêu quý hóa của mày về làm chuyện ấy, gây ra bao nhiêu phiền phức rắc rối cho bọn tao đấy. Sao chúng mày cứ so đo tính toán như thế nhở? Ở chung với nhau, tao trả tiền phòng, tao phải được làm cái gì mà tao thích chứ. Mà mấy cái chuyện vặt vãnh như thế, sao phải khó khăn đấy. Mà ấy, hình như cái Thương ấy chưa bao giờ ý kiến đâu. Có mình mày ấy là soi mói thôi. Mày không ưa tao vì nhà tao có điều kiện, người yêu tao lại đẹp trai. Mày mới chính là đứa xấu tính nhỏ nhen ấy. Nếu mà mày muốn thoải mái, tốt nhất là mày nên dọn ra ở một mình đi. Đến lúc đấy mày có đưa một anh hay là một tỷ anh về tao cũng chẳng quan tâm. Còn ở chung với nhau thì phải biết ý, biết điều. Tao đi học xong còn về đi làm thêm, mệt mỏi như thế mà không dám về phòng đâu. Vì sợ gặp cái đống rác rồi mày bừa ra đấy. Lại còn sợ nhất là gặp người yêu của mày. Cái Thương nó hiền, nó không nói. Cứ coi như tao là đứa nhỏ nhen xấu tính đi. Nếu mà vậy mày đừng có ở chung với bọn tao nữa. Thương, mày ở giữa mày nói gì chứ? Tao thấy Trang nói thế là đúng đấy. Mày cứ sống như thế, mày chỉ có thể ở một mình được thôi. Mà tao nói thật nhá, người yêu mày cũng trơ trẽ lắm cơ. Chỉ có cái loại người yêu trơ trẽ mới có thể đến nhà người yêu mình làm mấy cái chuyện đấy được. Cái Trang á, còn cho là không thèm đâu, chứ đừng nói là ghen tị với cả mày. Mà mày nói là nhà mày giàu như thế thì mày trả nợ những gì mà mày vay của tao đi. Nhà giàu thì mà tính kỳ thế. Này, anh nói cho em biết nhá, anh đến nhà người yêu anh chơi thì làm sao hả? À, em con gái anh không chấp thôi đấy. Đừng có mà để anh nóng. Chúng mày hội đồng rồi á, bắt tay vào hất tao ra gì? Chúng mày không có quyền làm như thế nhá. Tiền thuê nhà tao đóng 2 tháng rồi đấy. Mày chắc chưa? Mày nhờ cái Thương đúng tiền ra đóng tiền phòng hộ mày, mày đã trả nó chưa? Tao... Người ta nói cấm có sai mà. Ở trong chăn đấy cái chân có giận. Muốn không bất bạn thì tốt nhất đừng có ở chung. Bọn tao không thể tiếp tục ở chung với một đứa xấu tính như mày. Nhớ là trả hết nợ cho bọn tao đấy. Nếu không ấy, tao sẽ lên tận lớp mày, dán thông báo Phạm Hải Ly không trả tiền bạn ở cùng phòng. Đi về. Em ơi, cho anh gọi thêm đồ á. Gọi cái gì nữa? Tiền đâu mà trả? Bảo thích ăn cái gì thì cứ gọi đi. Anh đi
mà trả? Thế mà không trả mà. Để anh đưa em về nhá. Vâng ạ. Cảm ơn anh vì món quà. Hôm nay em vui lắm. Mình về đi. À anh ơi, xe anh là xe nào ạ? Con mẹ này à? Hay là con kia ạ? Xe anh ở đằng này. Vâng ạ. Anh ơi, anh mở khóa xe đi. Xe anh đây cơ mà. Xe này á? Ừ. Sao lại là xe máy? Thì hôm nay anh đi xe máy đến đây mà. Em lên xe đi, anh đội mũ cho. Điên à? Anh nhìn tôi ăn mặc như thế này, làm tóc bách cắp lồng lộn, chân còn đi guốc nữa. Thế mà anh bảo tôi lên con xe này á, trông thì cũng ăn mặc phong độ lịch thiệp đấy. Thế mà lại đi con xe ghẻ này đi săn mắt à? Lại là còn là xe số nữa chứ. Eo ơi, bẩn hẹn thế. Em xe mày cũng chỉ là một loại phương tiện đi lại thôi mà. Với cả anh cảm thấy nó phù hợp với cả nhu cầu sử dụng của anh, chạy có làm gì sai đâu. Mà khi nãy thái độ của em đâu có như này. Chỉ lúc nãy tôi thấy anh ăn mặc như thế này, tôi cũng tưởng là anh ngon nghẻ lắm cơ. Xe ô tô nọ, xe ô tô kia, chứ ai dè. Mà lạ thật đấy, sao gì tôi có thể giới thiệu cho tôi một người như anh nhỉ? Hạ thấp tiêu chuẩn của tôi quá rồi đấy. Cái gì đây? Ôi dồi ôi, áo shipper à? Hóa ra anh là xe ôm công nghệ à? Sao gì tôi bảo là anh học đại học tốt đầu, có công ăn việc làm ổn định cơ mà. Thì học đại học tốt đầu chẳng lẽ không được làm shipper sao? Với cả anh thấy nếu như mà công việc này chịu khó thì thu nhập cũng khá, với cả cũng ổn định mà. Anh tin là anh có thể lo được cho em. Shipper mà đòi ổn với trả định, chẳng biết là lương của anh có đủ tiền cho tôi mua sắm một tháng không nữa ấy. Thế mà cũng đòi đi xem mắt với tôi á, đúng là mất thời gian anh cứ việc. Mà ban nãy em có nói là em có cảm tình với anh. Cảm tình á? Cảm tình cái con khỉ ấy. Cảm tình có mài ra mà ăn được không? Tôi chỉ có cảm tình với người có tiền thôi. Từ nãy đến giờ ấy, là tôi diễn với anh đấy, ok? Mà tôi khuyên thật nhá, tốt nhất ấy là anh nên tìm cái người nào mà ngang bằng mình thôi. Đừng có mà đũa mốc một tròi mâm sau làm gì. Anh không có cửa với tôi đâu. Alo anh Giai ơi, anh đang ở đâu đấy? Anh cứu em phát. Ôi, đang đi đường thì vấp ngã vào con cóc ghẻ, nó còn đòi hôn công chúa nữa cơ. Nhanh lên, xả xui hộ em gái. Cô sao không ạ? Tôi không sao. Là mày đúng không? Hả? Thằng chó này! Mày chán sống đấy à? Hả? Mày chết rồi! Chú ơi! Chú ơi! Chú, tôi xin chú! Không phải lỗi của chú ấy đâu! Này anh! Anh vừa lùi xe, suýt chút nữa là va phải cô ấy. Nếu như mà không có sự tác động của tôi ấy, thì anh đã gây ra tai nạn rồi. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, anh lại còn... Thì sao? Hả? Thế bà ta không có mặt à? Hả? Ai bảo đứng ở chỗ người khác cần đô xe? Hả? Mà mày nhìn lại đi. Này, cái ngữ bà già nghèo hèn như này ấy, tao đền tầm độ khoảng chục củ là xong. Còn mày nhìn lại cái xe của tao xem. Đấy, cái vết xước nó xài như thế này. Mày tự hỏi xem, đi làm bảo dưỡng hết bao nhiêu tiền? Mày đi làm cả năm ấy, liệu có đủ không? Anh nói gì đấy à? Tâm vào người khác, mày lại nhìn dưng như là không đấy à? Anh coi thì tính mạng con người còn không bằng cái xe nữa. Anh thích được vừa thôi. Anh ơi, chuyện gì mà lâu thế? Đây này, có cái thằng danh con này nó chán sống rồi em ạ. Tự nhiên ấy, nó đâm phải cái xe của mình. Ngày hôm nay nhá, anh phải dạy nó một bài học. Và anh phải bắt đền đủ 50 triệu để anh sửa cái vết xước kia của anh thì thôi. Thằng shipper lúc nãy này. Phải, mày cũng quen cả shipper à Ngọc? Anh Hâm à, quen biết gì đâu. Thằng shipper này là cái thằng lúc nãy mà cô Linh cô giới thiệu cho em đi gặp mặt đây. Đã nghèo hèn lại còn đòi đi xem mặt gái. Mà em nói thật nhá, anh mà bắt đền nó 50 triệu ấy thì nó lấy đâu ra? Có khi phải bán thận đi mất đi. Hoặc là nếu như không cần bán thận ấy thì
cho anh xin một bên tay cũng được. Chú ơi, tôi xin chú, tất cả là lỗi tại tôi. Chú ấy không có lỗi gì cả, chú đừng làm thế với chú ấy mà. Cũng không việc gì phải thế. Lỗi của anh ta còn chưa xin lỗi cô thì thôi. Thôi cậu ạ, cậu giúp tôi như thế là tôi đã cảm ơn cậu lắm rồi. Dĩ hỏa vi quý, với lại tôi cũng không có tiền để đền xe cho cậu ấy đâu. Cô không phải lo, cháu sẽ cho mọi người biết chuyện này để họ phân định xem ai đúng ai sai. Còn cái tội cố tình gây tai nạn, tôi cũng không nhẹ đâu. Để cho anh ta chừa cái thói hống hách, coi thường người khác đi. Rồi, thế thì để xem mày lấy cả nhân chứng, vật chứng ở đâu nha. Cái khu vực này cũng có vẻ vắng người, mà hình như không có camera Ngọc nhỉ. Tình cờ ấy, tao may mắn tao lại có nhân chứng ngồi ở trên xe, đúng không hả Ngọc? Anh yên tâm, có em làm chứng, mình chẳng sai gì cả. Là anh ta và các bà già kia dàn cảnh lừa đảo ăn vạ. Mình ấy phải kiện ra tòa, cho chúng nó đi tù một công luôn. Mà lúc ra tòa nhá, anh nhớ là đừng có nương tay. Phải xử tội nào ra tội đấy, để cho chúng nó biết là không được đụng một người giàu. Cô không những hám của, giả tạo, mà còn có tài ăn không nói có đấy cô Ngọc ạ. Tôi nghĩ cô nên làm diễn viên đi, cho đỡ phí tài năng. Này, đối với cái loại nghèo như anh ấy thì đấy là giả tạo, nhưng mà đối với những người giàu như chúng tôi ấy, đấy gọi là nhân cách linh hoạt, anh hiểu không? Đối với những người đẳng cấp thì mình làm thân, đối với những người ngang hàng thì mình làm ăn, còn đối với cái loại nghèo nát như anh ấy thì là mình làm mẩy. Ok. Ôi trời ơi, em nói mấy cái chuyện này với cả mấy cái loại người này làm cái gì? Nói nữa nói mãi ấy, chúng nó cũng không hiểu được đâu. Tum cái váy lại, bây giờ là như thế này nhá. Nói chung ấy là có hai cách để cho mày chọn. Cách thứ nhất là mày đền vết xước đấy cho tao 50 triệu. Nếu như mày không đền được đủ 50 triệu ấy thì tao có cách để giảm giá cho mày đấy. Cách gì? Mày giơ cái mặt mày ra đây, tao đấm một cái, mỗi cái tao đấm tao trừ 1 triệu. Cái ngữ mày ấy khéo khi chịu được 10 cái cũng giảm được 10 triệu ấy. Thế còn cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai á? Thôi, tao khuyên mày là cách thứ hai mày cũng không nên nghe đi. Bởi vì mày nghe xong ấy, mày sốc văn hóa, mày cũng chả làm được đâu. Cái xe này của tao, tao mới mua tuần trước, trị giá 1 tỷ tròn. Bây giờ trừ cái vết xước này đi, tao để lại cho mày 950 triệu. Được không? Tao, mày có mua được không? Đấy, nên cái thửa ô tô còn chả dám mơ. Đến con xe máy còn đi xe quay mà đòi cấp ghẻ đãi thiên nga. Chú ơi, chúng tôi không có tiền để đền xe cho chú đâu. Tôi xin cậu, tôi quỳ xuống đây tôi xin cậu. Cậu tha cho chúng tôi đi mà, tôi xin cậu đi. Ánh Sáng ơi là Ánh Sáng, cái cách này mà anh không nghĩ ra được à? Em nói thật nhá, 50 triệu còn đang phải đi vay mượn khắp nơi. Bây giờ 950 triệu á, ôi, có mơ cũng chẳng dám mơ tới. Mà thôi các bà già này, à đứng lên đi, đừng có mà động vào người chúng tôi, tẩn nít cả ra. Các người quá đáng rồi đấy. Được rồi, cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển. Hay quá nhỉ, đấy. Tôi vừa chuyển, anh kiểm tra xem. Tôi vừa chuyển tròn 1 tỷ. Cái gì? 1 tỷ? Anh kiểm tra đi, cẩn thận là nó lừa đảo đấy. Em ơi, 1 tỷ thật em ạ. Cô, cháu đưa cô lên xe. Này, mày làm cái gì đấy? Hả? Ai cho phép mày cho cái bà già bẩn thỉu ấy lên xe được tao? Hả? Xe nào là xe của mày? Tao mua lại rồi, tiền trao thì cháo múc. Còn cái ô tô này bây giờ ấy, nó là của tao. Còn loại mày, tao bố thí cho cái xe máy này đấy. Còn tao nói cho mày biết, ở đời ấy, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong. Và đừng cho mình cái quyền coi thường người khác nữa. Ô tô tao mua trong vòng 1 tốt nhà. Sao? Tôi tưởng anh làm shipper, anh giàu như thế sao anh không nói ngay từ đầu? Sao? Giờ tiếc à? Nếu như mà tôi không giả nghèo giả khổ thì làm sao biết được bộ mặt thật của cô? Hả? Cứ hám tiền, hám của, có một chút nhan sắc, còn lại rỗng tuếch. Kiểu người như cô ấy, không hợp với tôi đâu. Còn anh nữa, chuyện này chưa xong đâu, chờ thông báo từ luật sư bên tôi nhé. Mô khỉ, tưởng nó nghèo, ai ngờ nó giàu thật. Ôi dồi ôi, thì chắc là nó dọa thế thôi, nó không dám làm gì mình đâu.
và cùng lắm thì mình xin lỗi. Mình xin lỗi được chưa ấy? Chịu thì thôi. Nhưng bây giờ phải giải quyết đây này. Đi cái gì về? Ở đây hẻo lánh thế này, làm sao bắt được taxi? Em không đi con xe ghẻ kia về đâu. Ăn mặc như thế này làm sao mà đi được? Ủa, anh giải quyết đi. Ôi, tao không biết đâu. Không thì mày đi bộ về đi. Tự nhiên đang yên đang lành lại đi đón mày, sức họa vào thân cơ mà. Thì ai bảo anh hống hách khinh người cơ? Còn cái loại mày thì không đấy. Alo. Tới nhà rồi. Cảm ơn anh ạ. Để anh mở cửa giúp em nhé. À, dạ. Chị nào? À, dạ đây ạ. Của em đây. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Anh xách đồ giúp em nhé. Vâng. Nhà anh ngay trên lầu. Có gì thì gọi anh giúp. Dạ vâng. Em mới chuyển đến, thành ra cũng cần nhiều đồ ạ. Ừ, để anh xách đồ cho em. Anh cứ để đồ lên bàn giúp em ạ. Anh ngồi chờ em một chút nhé. Em cho con vào trong ngủ ạ. Em mới chuyển đến, con cũng quấy quá thành ra cũng chưa dọn dẹp được gì. Có gì đâu, anh xem xếp lại chút đồ thôi. Dạ. Hay là để anh... Thôi không cần đâu ạ, em làm được mà. Anh cứ ngồi chơi đi ạ. Dạ, mời anh uống nước ạ. Anh xin. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ. Không có gì, anh thấy em thân gái một mình, là nuôi con nữa. Anh giúp đỡ chút thôi. Mà nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa biết tên của anh ạ. Anh là Hoàng, nhà anh ở tầng trên. Lúc nào rảnh qua nhà anh chơi. Anh cũng chỉ có hai mẹ con thôi. Mẹ anh rất thích có hàng xóm qua chơi. Dạ vâng, lúc nào rảnh em sẽ sang chào bác một tiếng ạ. Em tên gì? Em là Trang ạ. Hiện tại đang làm công việc gì? Liệu có đủ nuôi đứa bé không? Em làm mảng thiết kế, công việc cũng toàn làm ở nhà thôi, nên cũng có thời gian để chăm bé. Em siêu thật đấy. Thế còn bố đứa bé đâu? Anh uống nước đi ạ. Anh xin lỗi. Đàn bà con gái sống một mình thì phải đóng chặt cửa vào chứ. Mẹ. Con bảo với mẹ là con đi công việc, sao lại ở đây thế này? Con đang định đi thì thấy cô ấy tay bồng tay bế, vất vả quá nên con giúp thôi ạ. Con rảnh quá nhỉ. Người ta đẻ được thì người ta tự lo được. Dạ, cháu chào bác ạ. Thì anh Hoàng cũng chỉ tiện tay giúp đỡ cháu thôi ạ. Bác có cần nặng lời như thế không ạ? Tôi chỉ đề phòng cho con trai tôi thôi. Mà xong việc rồi thì đi về đi. Con đứng ngay ra đấy làm gì nữa? Mẹ. Mẹ bảo về thì về, đi về nhanh. Anh về nhá. Có gì thì ới anh một câu. Này, mẹ cấm con bén mảng xuống đây đấy. Mẹ, mẹ đừng làm con mất mặt nữa. Con làm mẹ mất mặt thì có. Con biết gì về cô ta mà ra vào đây hả? Con không thấy người ta thay bồng tay bế rồi à? Tôi chẳng có thành kiến gì cả. Nhưng mà mới về đây ý, sống phải có ý thức, vệ sinh sạch sẽ vào. Nhất là phải chăm bé cho nó cẩn thận, đừng có để tiếng ồn. Khu này ấy, nhiều người giàu huyết áp cao lắm đấy. Vâng ạ. Còn nữa, tôi nhìn là biết cô không biết chăm con rồi. Đừng có gạ gẫm con trai tôi đấy nhá. Dạ, cháu đâu có ý đấy đâu ạ. Biết điều đấy thì tốt. Dạ. Dạ, cháu xin phép ạ. Con ngoan nhá, con ăn một miếng. Đây.
ăn một miếng nhá. Chú mẹ chuông. Ôi dồi ôi. Cứ vào đi ạ. Khoan nhá. Nào con ngoan, con ăn một miếng rồi mình chơi nhá. Ôi giời ơi, đàn bà con gái gì mà ăn ở bữa bãi cứ y như cái chủng lợn thế này. Dạ, con cháu quấy quá, cháu chưa dọn lại được ạ. Mà mẹ thương em ấy. Cô chăm con cái kiểu gì? Hàng xóm láng giềng người ta đang điên đầu hết cả lên rồi kia kìa. Chả hiểu sao con cháu biếng ăn quá. Mà từ hôm qua đến giờ cũng chẳng chịu ăn, chẳng chịu ti bình sữa. Cháu cũng không biết làm thế nào. Đưa đây tôi xem nào. Ra là bé, bà bé xem nào. Bà thương, bà thương. Ôi, bà thương, bà thương, bà thương, bà thương. Ôi trời ơi. Trời ạ, thằng bé sốt như thế này. Mà sao lại làm mẹ mà không biết là thế nào nhỉ? Ôi, bà thương, bà thương. Bà thương. Mấy hôm nay cháu bận dự án, cháu phải thức đêm để thiết kế nên cháu không để ý, cháu sơ ý quá. Này, cháu biết chưa? Mà sao? Úi trời ơi, thế này các cô cũng sốt rồi đây này. Thảo nào, không phân biệt được nhiệt độ giữa mẹ với con. Chán thật đấy. Trước khi có con thì phải tính chứ. Thấy hạnh phúc, đủ sức thì hẳn sinh con. Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Tôi bế con đi để tôi về tôi hầm cho bát cháo. Mẹ thương em. Em nghe các bạn. Con ngủ rồi, tranh thủ bắt cháo này đi cho nó khỏe. Cháu cảm ơn bác ạ. Mà cái gì đây ạ? Bà bạn tôi bày cho. Bà ấy nói cháu bà ấy dùng cái thứ này ăn ngoan ngủ tốt. Cô dùng thử cho bé xem. Sản phẩm Nori Kid Plus hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn, táo bón, giúp tăng cường sức đề kháng ở trẻ. Cháu cảm ơn bác ạ. Nhớ cho cháu uống điều độ vào, đừng có lười biếng đấy. Vâng ạ. Thôi ăn đi, tranh thủ con nó ngủ rồi vào nghỉ một lúc cho nó khỏe. Chiều tôi lại sang xem có việc gì tôi đỡ đần cho. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Đúng thật là có phước thì cùng hưởng chứ. Lúc khổ như thế này ai lại cứ ôm con chịu đựng một mình thế. Thôi ăn đi, ăn đi. Cho bà chú dọn cho. Mẹ, chuyện tình cảm của con tại sao mẹ lại xen vào? Mẹ là mẹ của con, mẹ muốn dành những gì tốt nhất cho con cũng là sai sao? Chàng có gì không tốt ạ? Con nhìn xem, nó chẳng có chồng mà con bồng con bé như thế kia mà con cũng chấp nhận được sao? Thế thì sao ạ? Con thấy Trang tốt. Mẹ, mẹ không thấy Trang đáng thương ạ? Đáng thương sao? Con biết gì về nó mà con nói là đáng thương? Nói tóm lại là mẹ không chấp nhận được. Ai cũng đều có quá khứ, ai cũng đều có sai lầm của mình. Mẹ, chả lẽ vì như thế mà cha không được nhận hạnh phúc của mình à? Con không nghe hàng xóm láng giềng người ta đàm tiếu về cô ta à? Con không quan tâm, họ không quen Trang à? Con muốn mẹ tức chết có phải không? Từ bé giờ con không được nhận hơi ấm của bố. Bây giờ con không thể để con của Trang cũng như thế. Quang, con đừng đi. Đúng, mẹ cũng là người không chồng mà có con. Mẹ đã phải chịu khốn khổ, chịu bao nhiêu tủi nhục mới nuôi con được đến ngày hôm nay. Hoàng, con đừng như vậy mà. Con
Vâng, mẹ cũng phải chịu tủi nhục để nuôi con. Thế tại sao mẹ lại không thể thông cảm à? Tại sao mẹ lại cấm con yêu cô ấy ạ? Đúng, mẹ cũng là người đàn bà lăng loàn, không chồng mà có con, đáng bị bôi vôi cạo đầu. Mẹ căm hận người đàn ông năm xưa của mẹ. Mẹ luôn dạy con giá trị yêu thương không nằm ở hoàn cảnh, giá trị yêu thương là cho đi và nhận lại. Mẹ, chả lẽ mẹ phải để cho cô ấy như mẹ đã từng thì mẹ mới chịu được à? Những người không cùng huyết thống thì không là gì cả. Con có dám chắc mình cáo thượng đến nỗi nhận con của người khác là con của mình không? Mẹ cấm con là sai à? Con... Nhưng con yêu cô ấy, con sẵn sàng bảo vệ cô ấy và con cô ấy. Mẹ đừng cản con. Kiều Hoàng, đừng đi, đừng đi mà con. Hoàng, đừng đi. Cha, anh sẽ bảo vệ em. Cháu không cố ý nghe câu chuyện của bác và anh Hoàng, nhưng mà cháu lỡ nghe thấy hết rồi ạ. Vậy cô còn vào đây làm gì nữa? Mà cô cũng đừng nói nữa, tôi không có đổi ý đâu. Bác ơi, chuyện cháu chưa có chồng mà có con thật ra là ngoài ý muốn. Cháu đã khiến bác hiểu nhầm rồi. Hôm nay cháu có một chút quà sang biếu bác. Muốn cảm ơn bác đã tặng cho mẹ con cháu sản phẩm Norikid Plus. Bây giờ con cháu cũng ngoan hơn rồi, không còn quấy khóc nữa, không ốm vặt nữa. Cháu có nhiều thời gian để làm việc khác hơn ạ. Tôi không nhận đâu, cô mang quà về đi. Bác cứ bình tĩnh nghe cháu giải thích đã. Thật ra đứa bé không phải là con ruột của cháu. Sao cơ? Đứa bé là con của bạn thân cháu. Nó lỡ có thai với bạn trai nhưng bị chối bỏ. Lúc sinh không may sinh khó, thế nên không qua khỏi. Trước lúc mất, bạn cháu chăn chối, cầu xin muốn cháu thay nó để chăm sóc đứa bé. Sao trên đời này lắm loại đàn ông khốn nạn thế? Vẫn còn con trai mẹ tốt mà. Chỉ có một mình con trai mẹ tốt thôi, còn à, vứt hết. Trang, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa bé. Vậy mà bác lại cứ tưởng cháu... Dạ không sao đâu bác ạ, cũng là do cháu chưa giải thích rõ ràng mà. Chuyện lúc nãy bác xin lỗi nhá. Không có gì đâu bác ạ. Thật ra cháu biết là chăm con một mình rất vất vả, thế nên khi nghe chuyện của bác, cháu thấy thương bác nhiều hơn là giận ạ. Thật thế á? Cháu biết bên ngoài thì bác mắng cháu, không chấp nhận cháu, nhưng mà nhìn cách bác bế con cháu, rồi mỗi lần bác sang chơi, cháu biết là bác rất quý nó, thế nên cháu không để bụng đâu ạ. Nhìn đứa bé kháu khỉnh như thế cơ mà. Chắc là nó hợp với bác đấy ạ. Mỗi lần bác sang nó ngoan như cún ý. Ừ nhờ. Bác cứ hay chê cháu là không có trách nhiệm vì không biết chăm con, nhưng mà thật ra nó hợp hơi của bác hơn. Hay là bác giúp cháu, bác thay cháu chăm sóc nó luôn bác nhá. Kiếp dẻo miệng thế. Tôi biết thừa ý đồ của anh chị rồi. Thôi được, mang đứa bé ra đây tôi trông cho, để anh chị còn có thời gian mà yêu đương. Nghĩa là mẹ đã đồng ý rồi ạ? Không đồng ý không được, duyên nợ rồi mà. Cháu cảm ơn bác ạ. Nghe thấy gì không? Chắc là con cháu dậy rồi. Thôi cháu xin phép cháu về đấy ạ. Để bác, nó đang gọi bác mà.
hàng xóm mới à? Nhưng mà nhìn có hơi... Kẻ ăn không hết, lưới lần không ra. Rõ ràng là gái quá chồng. Thế mà cái lũ đàn ông ở cái khu chung cư này suốt ngày. Đã thế, bà cho mày biết tay. Alo, cô Tâm đấy hả? Tôi có chuyện này muốn kể cô nghe. Cô sao không? Em không sao, em cảm ơn anh ạ. Đi đâu tôi? Đi đâu ạ? Thì chuyện cô Ngọc, em dâu cô ấy, được vợ chồng cô đối xử tốt như thế, thế mà nó sống chả biết điều gì cả. À, thì chuyện em trai cô vừa mới mất được một thời gian, thế mà em dâu cô nhá, suốt ngày đi ve vãn rồi là trai gái lăng nhăng ở tất cả cái đàn ông của khu chung cư này. Em và anh có quen nhau đâu mà đi với nhau. Tôi có việc, cô đi theo tôi rồi tôi nói. Không được, làm giữa đường nữa khổ. Bằng chứng á, tôi có bằng chứng đây này, tôi gửi cho cô xem nhá. Thằng chó anh mày làm gì em dâu tao đấy hả? Em dâu á? Đúng rồi thằng chó à. Tao nói cho mày biết, mày mà có ý định gì với em dâu tao ấy thì tao đánh cho mày không có răng để mà ăn cháo đâu con ạ. Rốt cuộc là em có gì với nó không? Không ạ, em thề với anh, em thề là em chỉ chung thủy với mình chồng em thôi ạ. Mặc dù là chồng em mất rồi, nhưng mà em cũng chưa bao giờ có suy nghĩ em ngoại tình với ai cả anh ạ. Thôi được rồi, tốt, đàn bà phụ nữ ấy, phải như thế. Chết rồi, anh xin lỗi, anh sơ ý quá. Dạ thôi không sao đâu ạ. Em ơi, hay là em vào rửa qua đi, chứ để nước nó ngấm vào quần áo ấy, tí về khó giặt lắm. Dạ vâng ạ, anh đợi em một tí nhé. Em uống nước đi. Dạ vâng ạ. Hôm nay anh gọi em ra đây ấy, chỉ là có chút chuyện hỏi em thôi. Chưa, tí nữa anh phải đi có việc bây giờ. Anh ơi, anh về anh vào giúp em với chị Tâm nhá. Anh giải thích giúp em với nhá. Em yên tâm, người nhà với nhau cả, phải đùm bọc và biết chia sẻ với nhau. Cái Tâm ấy, khẩu xà nhưng mà tâm Phật nhá. Thôi, em uống nước đi. Xin lỗi, anh sợ ý quá. Thôi không sao đâu ạ. Em ơi, hay là em vào rửa qua đi, chứ để nước nó ngấm vào quần áo ấy, tí về khó giặt lắm. Vâng ạ, anh đợi em tí nhá. Anh biết là khoảng thời gian vừa rồi em cảm thấy cô đơn. Để hôm nay anh cho em chơi hết mình nhá. Để xem anh và chồng em sẽ thích ai hơn.
con đĩ này gọi cái gì nhỉ? Anh Bảo này, em nằm đây chờ anh một tí nhá. Con đĩ này gọi mình cái gì mà không nói cái gì cả? Em dâu à, anh quay lại rồi đây. Từ lần đầu gặp em ấy, anh đã muốn... Nhưng mà thôi, từ hôm nay trở đi ấy, anh sẽ không để em phải một mình nữa nhá. Nào. Vợ, vợ, sao lại ở đây? Thằng chó, mày gọi ai là con đĩ cơ? Hôm nay mày có định giở trò với cả em dâu của tao à? Này, tao lật bài luôn nhá. Tao chán mày lắm rồi. Cái loại người ở đâu mở mồm ra là chửi, mở mồm ra là mắng người khác. Mày đừng nghĩ là tao không nói gì là tao sợ mày. Hôm nay mà tao không trị mày ấy, thì tao không phải là đàn ông. Mày chúng mày bây tao à? Chồng thì còn chưa mãn tang, thế mà đã đi liếc mắt đưa tình với cả người đàn ông khác rồi. Đúng là cái loại đàn bà lăng loàn. Chị ơi, em thề với chị là em không có. Vợ đâu có chứng cứ gì đâu mà nói như vậy. Người ta cứ đồn qua đồn lại cũng chỉ là lời đồn thôi mà. Không có miếng ấy thì làm sao mà có tiếng được. Uổng công em trai tôi lúc còn sống yêu thương cô hết lòng hết dạ đấy. Con Ngọc này, tôi thấy cô ấy chẳng cần phải nhìn đâu xa, cô cứ nhìn đức hạnh của chị chồng cô ấy mà noi gương. Vợ chồng có hạnh phúc hay không ấy cũng là nhờ đức hạnh của người vợ đấy. Mợ này, mợ đừng buồn nữa. Tất cả là cũng vì cậu của Tâm mất nên là Tâm mới đau lòng đi nghe những lời nói lung tung của người khác ấy mà. Anh rể ơi, em khổ quá anh ạ. Bây giờ phải làm thế nào hả anh? À ừ, được rồi. Thôi được rồi, bây giờ đi vào trong nhà nhá. Tôi sửa hộ cái máy tính hôm trước bảo ấy, đúng không? Đi. Chó, mày nghĩ mày là ai? Thằng chó, trước mặt tao lúc nào mày cũng tỏ vẻ là một người chồng tốt, thế mà mày với cả con mụ hàng xóm kia lại đi bơm đểu nó em dâu của tao này nọ. Hóa ra mày mới là thằng khốn nạn à? Hôm nay nhá, tao mà không cho mày một trận ý thì tao không phải là Tâm. Tâm ơi, anh biết anh sai rồi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay mà không có anh thì tôi không biết phải làm thế nào. Thật sự tôi sẽ cảm ơn anh. Hay là tôi... Không cần đâu. Tôi làm chuyện đấy không phải để cảm ơn. Bởi vì tôi thấy chuyện trường đai gai mắt nên tôi không đứng yên được thôi. Với cô ấy, là phụ nữ, con gái ở mình thì nên cẩn trọng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Nào. Nào, từ từ này. Ơi. Mất hết cả hứng rồi. Nói cho xong chuyện đi đã rồi làm gì thì làm. Này, chúng mình cũng yêu nhau cũng 2 năm rồi đấy. Anh không định cưới em à? Mình còn trẻ mà, cưới sớm làm cái gì? Cưới sớm á? Thế anh cứ định dùng con gái người ta free như này à? Khôn thế? Không khôn ấy thì làm sao mà yêu được em chứ. Mà anh cưới em chứ cưới ai đâu mà em phải lo thế nhở? Nào. Anh hứa rồi nhá. Hứa rồi nhá. Hôm nay em có quà cho anh đấy. Quà gì? Bất ngờ chưa? Chúc mừng anh sắp được làm bố. Giời ơi, anh nói em bao nhiêu lần rồi, em phải tránh thai cẩn thận mà chứ. Em, sao anh mắng em? Anh còn biết bao nhiêu thứ việc phải lo. Công việc còn chưa đâu vào với đâu cả. Thời gian đâu mà bố với trả con. Anh nói gì lạ thế? Có con rồi nhớ, mình vẫn có thể đi làm, vẫn lo cho sự nghiệp được cơ mà. Anh không biết đâu, anh đã bảo em tránh thai cẩn thận vào rồi. Anh nói thế là có ý gì? Ý gì ấy thì em tự hiểu. Anh còn trẻ, anh vẫn chưa muốn lấy vợ, tự nhiên đang yên đang lành lại đi lấy vợ vào, có khác gì là đeo gông vào cổ đâu. Bao giờ mới khá lên được chứ? Anh Sang này, em biết là khi mà nghe tin này anh rất là sốc, nhưng mà mọi chuyện mình đều có cách giải quyết được mà. Chỉ cần chúng mình nhớ, luôn yêu nhau này, luôn ở bên cạnh nhau như thế này thì mọi chuyện mình đều vượt qua được hết, đúng không anh? Yêu có mài ra ăn được không? Hả? Anh nói em rồi nhá, em tự đi mà giải quyết chuyện này đi. Anh Sang này, em không thể bỏ con được, như thế thất đức lắm. Hay là bây giờ chúng mình cứ sống với nhau như thế này, rồi đợi con lớn, mình làm đám cưới sau anh nhá. Vấn đề không phải là ở đám cưới, mà là do cô nghèo. Cô có biết không? Anh... Người ta nói ấy, bố mẹ mình nghèo thì không phải là lỗi ở mình, mà bố mẹ vợ mình nghèo ấy thì chắc chắn đấy là lỗi ở mình. Cô có biết không? Nhà cô ấy thì có cái gì mà đòi cưới tôi? Trong khi ấy, tôi thì đẹp trai ngời ngời như thế này, phải tìm cái trạng nào to to để mà ngồi vào chứ. Anh Sang, em... Huyền Anh. Dạ, em chào sếp ạ. Có chuyện gì đấy? Dạ, anh cứ kệ em. Em không sao đâu ạ. Sao thế? Ai làm em buồn à? Em không sao đâu ạ. Alo. Nếu mà họ thích ý, cậu đưa cho họ 100 triệu đi. Có cái gì đâu, phiền phức. Mà này, nãy em bảo cái gì đấy nhở? Dạ, thôi cũng không có gì đâu ạ, muộn rồi, anh về đi ạ. Hay là anh đưa em về nhá, anh cũng tiện đường mà. Dạ, như thế có tiện không ạ? Vậy thì thế cũng được ạ. Người ta thường nói là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn là chính là uống cho thật say. Sếp, hôm nay anh uống với em một lon nhá. Thôi, muộn rồi, anh ở lại không tiện lắm. Ok anh, ngồi xuống đây đã nào. Anh định bỏ mặc nhân viên trong lúc buồn như này à? Em tưởng trước giờ anh luôn là một người sếp biết quan tâm đến nhân viên chứ. Anh cứ ở đây uống với em một lon đã, rồi về cũng chưa muộn.
đấy? Anh nhìn mà không biết à? Em có bầu rồi. Cái gì? Sao lại có bầu? Cô bị điên à? Đàn ông các anh kể cũng hay thật đấy. Dám làm mà không dám chịu à? Hèn thế. Không thể như thế được. Tôi với cô làm đúng một lần mà. Tất cả các bằng chứng của tối hôm đó giữa anh với tôi đây. Nếu như mà sếp cảm thấy không tự mình chịu trách nhiệm được ấy, thì để tôi báo với vợ sếp một tiếng, rồi chị chịu trách nhiệm thay cho sếp nhá. Cô muốn gì? Em chỉ muốn yên ổn thôi. 500 triệu em và con sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh. 500 triệu với đống rẻ rách này á? Cô nghĩ cô ăn tiền của tôi dễ thế à? Ném đi. Ném ngay đi. Chỉ 3 giây thôi là tất cả những bằng chứng ở trong chiếc máy điện thoại đấy sẽ đến trực tiếp tay vợ sếp. Mà em nghe nói là công ty này vợ sếp cũng đứng tên đúng không? Ô, con cáo già ngu xuẩn này. Mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày nhá. Mở ra cứu. Cứu. Được rồi, cho tôi 3 hôm tôi sẽ trả tiền cho cô. Xin lỗi nhá, làm cho cô em xinh đẹp này phải đau rồi. Các người định làm gì thôi? Này, cô em nghĩ nuốt được tiền của anh mà dễ như thế à? Hả? À? Anh nên nhớ, tôi đang giữ rất nhiều bằng chứng trong tay. Tôi mà có mệnh hệ gì, sẽ có người gửi cho vợ anh đấu ảnh kia đấy. Bằng chứng con khỉ mốc à? Hả? À, đừng có tưởng là tao không biết gì. Này, cái thai trong bụng của mày là của thằng Oát kia kìa. Anh Sang, mày giỏi lắm. Mày lừa cả bố mày à? Sếp ơi, sếp tha cho em. Em không có ý định lừa sếp đâu ạ. Mày bảo cho tao chơi nó, xong mày đã bắt tao đổ vỏ. Bố mới đùa với mày ạ. Mày định cho tao đổ vỏ á? Hả? Sếp. Ừ. Có chuyện gì đấy? Có phải sếp vẫn muốn chém mình anh đúng không? Vớ vẩn. Cô ấy là người yêu cậu cơ mà. À, yêu đương cái gì đâu sếp. Em nói thật này, Huyền Anh ấy ngon lắm. Bây giờ nhá, em nhường Huyền Anh cho sếp. Còn cái chức trưởng phòng sếp để cho em nhá. Lôi nó ra, tác động vật lý mà nó nhanh lên. Anh ơi này cô em, gái thì anh chơi nhiều rồi, nhưng mà người mà dám lừa anh thì đổ vỏ lấy 500 triệu ấy, em là người đầu tiên đấy. Giỏi như em ấy, xứng đáng có 10 người yêu đấy. Vợ, sao em lại ở đây? Tại sao tôi lại không thể ở đây? Tôi phải ở đây để vạch trần bộ mặt giả dối và dơ bẩn của anh chứ. Em đừng nghe lời chúng nó. Chỗ này không phù hợp với em đâu. Em đi về đi.
Anh định coi đây là con ngu đến bao giờ nữa? Đây là con Linh, thư ký cũ của anh. Hai người còn cùng nhau đi Nha Trang. Đây là con Liên kế toán, con Hạnh phóng nhân sự, và cả con Phương tạp vụ nữa. Anh ăn tạp như thế hả Hoàng? Vợ, từ ngày hôm nay và ngay từ giây phút này, tôi đã không còn là vợ của anh nữa rồi. Toàn bộ bằng chứng ngoại tình của anh tôi đã gửi lên tòa án, và cả chứng cứ anh uy hiếp cưỡng bức người khác lên tòa án rồi. Chắc là anh sẽ mất vài năm để ngồi bóc lịch đấy. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh biết anh có lỗi với em mà. Đừng khóc, chả ai quan tâm đâu. Đừng hủy hoại nhân phẩm của mình vì những thằng đàn ông không ra gì.